Hello hello, anh em Shimika, xin chào anh chị các bạn. Tôi Phương Tiến Hàng, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn phần luyện đọc của bài số 10 ngoại hình các anh chị các bạn ha. Chúng ta cũng đây là cũng là bài cuối ha. Phần luyện đọc chúng ta sẽ đọc hay đọc đoạn văn và lựa chọn bức tranh phù hợp. Ở đây, đó. ABC, cái nào đây? Màu sắc chú ý rồi, cuối cùng là màu sắc các anh chị các bạn ha. Thì các bạn phải đọc đoạn văn này, khi mình nhìn ba hình này mình thấy nó khác nhau rồi đúng không? Thì ở trên tụi sẽ qua up benchy là cái ghế các bạn, benchy ghế dài. Các bạn ở Ilerber đã bỏ quên cái cặp ở cái ghế dài ở thư viện hôm qua. Từng nghe mẹ nên cảnh sách ca chúc các bạn nghe vô là một cái túi bằng da màu gì đây, màu xám ha, đeo lưng dù ha, tung kinh màu vàng y gô là gì, các bạn thấy gì là tròn đúng không, thấy tròn tròn, nhìn tròn tròn cái gì các bạn ha. Rồi sao nữa, chu đinh cam dây thì là màu đen, nhìn vô đây cuối cùng là hai này, mình cuối cùng là nhìn chọn B với C rồi. Ape chumani à tu ke inda chumani to kaman sek, cái túi nhỏ, cái túi nhỏ nhỏ phía trước là nó màu đen, cho nên mình chọn ngay là câu B luôn, không phải đọc thêm các gì các bạn ha. Hãy đọc bức thư sau và trả lời câu hỏi. Đây là mình đọc câu hỏi trước đi. Sao dân xì que su dân anh bèo nịt cả và tự chơi su dân nằm đầu đen 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 su dân anh nè. Nà nên xa đi châm chơ sơ su dân ứng si chắc hết sợ. Vậy là cái câu này câu trả lời nè. Vậy mình trả lời đây hả, xa đi châm chơ sơ su dân ứng bê ôm ni ta đó, mình trả lời vậy thôi không. Mà xa đi nè chất kỳ tè mùa nè nè không là gì, chất kỳ tè mùa nè su dân ứng hàm mì ta, mình trả lời vậy luôn đúng không anh chị các bạn. Mình trả lời luôn câu đó ha. Hay là cái đoạn này mình nói xuống rồi chơ sơ nè sao là sao đi trong chi kỳ tè mùa nè đâu mà chết đâu nha, chi mới đúng, chi kỳ tè mùa nè su dân ấn này sẽ chắc hết sử dụng là chết kỳ tè mùa nè su dân ấn bè quốc mì đà đó, mình nói là vậy hả nha. Nếu đúng cầu mình nói luôn chọn cái đó mình được ăn điểm nhiều ha. Tiếp theo sẽ dân xì que bù chì lên hè chất xì mì cả, tại sao phải siêng năng vậy, là gì su dân si hết si chắc hết si kê mù nè bê thân nam nà si cả tấp kỳ tè mù nè à chì mê su dân ý ít kỳ tè mù nè su ốc ý ít kỳ tè mù là bù hồ có buổi học buổi sáng nè, hoặc là thời tiết nóng quá nè, hoặc là giờ bắt đầu gì bắt đầu học bơi đó nè, su dân nè si chắc hết kỳ tè mù nè thì bù chì lên hè chất xì mì đà là phải siêng năng. Đây mình tìm chỗ này đấy, Hàn Quốc e ít sinh tem bồ tát nên bố chỉ lên hết chất sẹo, lý do tại sao à chim mê shop y ít sẹo sợ in chích đi lên là quậy ở thì cuối cùng là à chim mê à shop y ít kỳ tê mồn nè các chị các bạn đúng không. Mình biết ngay luôn là hai hai b là đáp án à, đó chính xác các chị các bạn ha. Cách mình học trả lời đọc hiểu là vậy, ở đây cũng vậy. Các bạn chị có thể cùng tôi ở đây đi tìm những điểm này và mình quay lên mình tìm điểm này, nãy giờ tôi diễn tả một cái bài bên kia rồi thì dễ dàng các anh chị các bạn có thể trả lời câu hỏi ở đây được ha. Nên số 2 này các bạn chị có thể chọn được phương án đúng hay đúng không. Một này một gì nè, một nè một tròn này là đúng nè, hai là sai và ba cũng sai luôn. Thì tôi đố các anh chị các bạn hãy tìm được điểm vào đây, các anh chị các bạn hãy bây giờ đọc màn hình đi, tôi đã cho thời gian này ha, thì tôi đọc ha, các anh chị các bạn tự nghiền ngẫm nha. Chế chính của miền minh sĩ dân minh sĩ rừng số kem thì ta dân minh sĩ nên khi cả khứ gỗ là để một chút là chạm xin kết ta khi cả khứ kỳ tầm mùa nè nông cụ rừng chạm năm mươi ta khứ đi gô chạm út kỳ tầm mùa nè ban chinh gu từ đi mô tù dân minh sĩ đi rừng chỗ à mình ta lúc nào cũng cười, cho nên là các bạn trong lớp đều cũng thích hết. Chế chinh gu luôn xì nên nô ni khứ gỗ đi chu yếp bùm mì Hàn Quốc gọi rừng chẳng hạ kỳ tầm nè Hàn Quốc chinh gỗ cá mạng xì mì đà khứ đi gỗ Hàn Quốc dùng hòa rừng chỗ hạ kỳ tầm nè
아, 좋아하기 때문에 저하고 같이 극장에 자주 갑니다. 제가 제일 좋아하는 친구는 지혜 씨입니다. 지혜 씨는 머리가 까만색이고 머랭해 눈도 까맣습니다. 막고 막 랭라이 롱아. 그리고 mình gọi là đèn light ha. Cô đi Aju á kỳ giúp cho mình rất là dễ thương. Chị hay xin anh xin tình này kê hang sang xin chân hai kỳ tệ mình thật là thân thiện. Cho nên là in kỳ ca mãn xin mình đã. Tôi đọc cái gì để cho các bạn chị có thể hình dung được à, từng đoạn ha. Mình ngắt luôn các chị các bạn. Những đoạn nào mà có khoảng cách này tức là mình phải ngắt mà nói chuyện cũng vậy ha. Để người ta mới hiểu được câu chuyện mình muốn nói. Rồi, phần đọc hiểu tôi cũng qua ha. Bức thư này cũng vậy, bức thư này cũng mình cũng sẽ là các bạn nhìn đọc bức thư xong mình trả lời với đây này, mình cũng sẽ cho các bạn một cái cơ hội để các bạn luyện đó ha. À, bồ câu shipping omnike để đến là người mẹ con muốn gặp à, con muốn gặp à, người mẹ con muốn gặp không muốn gặp được gặp mặt còn nhớ nhung á, mình dịch là nhớ nhung, gửi đến người mẹ nhớ nhung à, mình dịch ra gì cũng được ha. Thì đây mình có thể đây là phần nâng cao thì mình có thể tôi đây tôi chọn là bay ưng cu đi nè kame chất tà trở nên đen ha chen đi đúng không. Rồi hai này tôi sẽ chọn cho các bạn luôn, đây là đúng nè đúng không, đây là đúng nè, này đã sai các bạn hãy tìm đi các bạn chị. Ở mới này hằng hằng cũ tổ ở ý chế mà này tờ vừa chất xì chiều tờ vừa chất chiều tờ vừa chất chiều nó này chả cần trở nên nóng hơn đúng không. Giờ kỳ nên hằng cũ tổ nên tập chỉ mà trở nên chán chi này cô ít xèo chứ anh nên ốc chàng ơn chẳng đi hết xèo có đơn đề chứ cả dưới kia quá sơ xa đi chất kỳ tìm mùa nè ốc xì tờ chắc cả chất sơ à à ốc xì là tờ ta chất chắc cả chất xèo đúng không. Ừ, khi đấy sơ dù dân muốn đóng quân ta xì xì chắc hết xèo à, à. Chế bàn ốc chàng ấy nên pha sách bình tông bốc hà gô hai danh sách bàn bà chia lên chồng bố nê chú xèo vừa lòng gửi cho tôi mấy cái áo mà là quần quần cục màu trắng vậy nè áo vậy đó ha. Ở mơ này chê mô sức biển cùng cơm hà xì chì à chỉ năng chú ý chính cụ trên hà gô cách chì chích cân xà dễ nên bố nên kìa xa đê chồng chất chì ô ấn quân tổ mà này Kame chất xèo đó đây đây nó sẽ này thực chất mình muốn tìm cái này mình tìm chữ ân quân đi à, các bạn đi tìm chữ ân quân trong cái bài nằm đâu thì mình sẽ tìm được cái đáp án là Marine chán ba chất của giò. Nếu mình chữ Marie thì mình tìm chữ Marie ý là vậy hà à, mình sẽ chọn câu mà cái nào ốt nè ha mom nè và ân quân thì mình đi tìm được câu trả lời liền đúng không. Vậy cuối cùng là mình khác gì so với Hàn Quốc thì mình tìm chữ là so với Hàn Quốc thì nơi vậy như thế nào. Ở đây thung thung hay chất tà này chấm thung thung đi không à, mình điểm cái đúng nè uốn tông bốc này nè pyrometa đúng không, đúng rồi đó mình, từ đây mình chọn này đúng không. Tiếp theo là uốn tông bên hago isosmita có không, trước đây có không à, thì những cái đó mình sẽ phải đi tìm câu trong lời những từ chính thì mình sẽ trả lời được cái này cho chị các bạn ha. Rồi phần hiểu tới đây là xong, bước qua phần là viết các chị các bạn làm quen. Thì đây mình có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, da trời, màu trắng, màu đen. Ở đây các bạn chỉ có thể viết nó vô rồi nhìn mình hình đúng không? Paran sách nè, ban can sách nè, đúng không? Đó, các bạn chỉ có thể ban can sách đây. Màu vàng là gì? Nuran sách, Paran sách. Màu trắng là Hayan sách. Cuối cùng là Kaman sách. Tôi đọc gì các bạn tự biên kia nha. Hãy xem tranh và điền các từ phù hợp bên dưới. Kinmari, Chan Ben Mari, Kika Kugo, Kika Chakta, Nan Shin Hata, Thung Thung Hata, Chan Sen Kata, Yip Buta. Nhìn cái hình ở đây. Isaramon, như đây. Kin Meri Rin Hako Isseyo. Nhìn cái hình này. Đâu? Kika, hả? Sao? À, mình trả lời luôn. Kika sao? À, Koyo, Momi sao? Nan Shin Heyo. Đâu? Aju, Yet Boyo. Rất là đẹp đúng không? À. Đó, bờ giò. Thì đó mình nói là gì ha, chẳng xin kết tài dùng cho nam thôi nha, nữ thì phải dùng dập bờ vô nha, dập bờ tài đừng lẫn lộn nha, nó nguy hiểm ha. Rồi giờ mình đặt cái câu kia cho mình nè, cam kia cân đi tà
hakoe mot ka tam đó cảm kia cơn lết kỳ tè mùa nè hakoe mot ka yo oh. Đó lấy một câu nó là vậy thôi. Số 1 này mình có kết hợp với nào? Số 1 này các bạn kết hợp với là câu D à, cần căng hà tạ ôn tông ơn hết kỳ tè mùa nè à, cần căng hà mì tạ oh, vậy đó tạm chú ý xìa mừng chào rau xìa mừng à, bố kỳ tè mùa nè tôi sẽ qua này ca yo à. Merdeka Aputa Merdeka Aphat Kitamone. Đó mình Aphat Kitamone là đúng ha. Merdeka Aphat Kitamone cũng được. Đừng quên đây cài ồ. Đau đầu cho nên là đã đi đến bệnh viện thì cũng vậy thôi. À Nasika. Năm nói này vẫn chưa đi nha, mình nói là Aphat Kitamone, đừng quên cách sale là cách đó, cách ta quá sale là cũng được ha. Nếu mà nói dài hơn thì hay hơn. Nasika Tupta thì mình sẽ nói sao? Asukerman Mota, cái này mình có thể kết hợp là học lại áp dụng ngữ pháp là temone ki temone các chị các bạn ha. Tiếp theo phần dịch mà tôi thích mà biển xanh thì mình nói là sao nè, tôi thích biển xanh thì mình phải nói là hả à, mà biển xanh thì tôi nói là à, à, cho nên paran bata cho hay họ à, paran bata đúng không các chị các bạn à, Minh chè si à, Minh chè si nên khi cả khứ gô chẳng xem cất sở dọ. Vì cảm nên tôi nghĩ ở nhà sao mình học ở trên này cảm khi té mưa né chỉ biết sao xuyết sở. Tôi không thể chơi đá bóng mà trời mưa nó sao. Bị cả ô khi té mưa né chúc gù rinh mốt thết sở dọ. Mốt thết sở dọ các chị bạn hà. Rồi cái đoạn này mình nói sao nè. Ít sao đó mình chè chinh gù và nụ yu na si mì ta. Chỉ cầm hăng cúc tê hắc kiểu ấy sơ. Công bù và mì ta. Yu na si nên mới đi cả kinh cố khi cả nên ô bố thông người ta kiểu chạy từ cao thì nó bình thường thôi anh cứ đi hai giác cô mặc mặc cái trắng nè dẹp bưng người ta xem cái kỳ ban cô mèo bố chỉ lên hắn xin gửi người ta là người siêng năng chăm chỉ nè rất là chăm chỉ siêng năng thì mình hãy viết cái đoạn bạn mô tả về bạn của mình cũng được ai cũng được ha đó là sự luyện tập anh chị các bạn. Còn đoạn này thì tôi để cho các anh chị các bạn tự sắp vào đài ha. Mình cũng học khá nhiều về việc mà luyện cái này. Để có đáp án chính xác các bạn có thể tham khảo, các anh chị các bạn có thể tham khảo ở phía sau của cuốn sách. Cuốn sách nó thể hiện được hết thì mình học rất là nhanh để cho tiến độ của mình học tiếng Hàn nhanh hơn. Rồi phần này tôi sẽ không nói nữa, tôi sẽ giới thiệu về phần văn hóa Hàn Quốc. Văn hóa Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có gì đây? Người Hàn Quốc. À người Hàn Quốc mình nói về người Hàn Quốc thì mô tả người Hàn Quốc như thế nào? Để tôi chuyển qua người đẹp của Hàn Quốc theo thời gian đã thay đổi nhiều. Đó, các bạn nhìn đây. Nhìn hình bên đây à, chuyển qua đây nha thì các bạn ngày xưa và ngày nay thì đó cuối cùng là ở đâu nó cũng vậy thôi à cuối cùng là à, cái dòng ba dòng đầy đặn được gọi là người đẹp nhưng ngày trước là bây giờ ba dòng đầy đặn ba dòng phải đều phải được thon thả thì mới đẹp hơn thì các bạn khái niệm về người đẹp cũng dần dần thay đổi hả các bạn thì đây nhưng mà người Hàn Quốc thì à, phẫu thuật rất là nhiều ha, mô phẫu thuật làm đẹp rất là nhiều à, nâng mắt hai mí này nâng sống mũi cũng nhiều cho nên là hiện tại bây giờ cũng là cũng khó ha, khó biết là người Hàn đẹp ở những mức độ như thế nào. Rồi thì bài này các anh chị các bạn có thể tham khảo trên Hàn Quốc à, trên website chuyên về những bài nói về người Hàn Quốc hoặc là internet các bạn sẽ tìm thông tin thêm à, người Hàn Quốc như thế nào thì các bạn sẽ hiểu được là bức tranh tổng quát từ sửa từ xưa tới bây giờ các anh chị các bạn ha. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. À.